Lâm xin chào cô chú anh chị mình ha. Hôm nay thì em cũng giao lưu với cô chú anh chị mình ba phụ nữ ha, vô bàn giao lưu và báo giá cho cô chú anh chị mình qua số điện thoại em là 0345 238 512. Thì em ở đây là đường Trần Hưng Đạo, phường Bình Đức 5, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Nếu mà cô chú anh chị mình cứ đi tới cửa hàng bên em ha, vừa tới đèn bốn ngọn hướng về Châu Đốc khoảng 4 cây số thôi là cô chú anh chị mình thấy cửa hàng bên em. Còn nếu mà cô chú anh chị mình đi cái tiếng chánh Long Xuyên ha, hết cái tiếng chánh Long Xuyên hướng về Châu Đốc hơn chừng vài trăm mét thôi là cô chú anh chị mình thấy cửa hàng bên em ha. Còn đây là tác phẩm đầu tiên của quý chị, đây là 1B ha. 1B thì em có một cái bộ lư nữa nè. Bên em thì là rất nhiều nhiều lư của quý chị. Đây, bộ lư này thì tuổi đời 50-60 năm thôi. Chiều cao của lư thì em đo như gì là 70, chiều ngang chỗ hai cái đào như thế này là 47 của quý chị. Bên em những mặt hàng lư thì em sẽ bao đánh nước đồng cho cô chú anh chị mình luôn ha. Rất là êm cô chú chị ơi, ở cái đế này nó bóng hới luôn cô chú chị, nhưng mà em chưa đánh nước đồng đó mà nó đã bóng rồi. Còn chiều cao của chân đèn thì em thôi gì là 47, còn cái mâm như thế này là 26 cô chú chị, rất là chắc chắn và nặng luôn. Ở cái chân đèn rất là nặng luôn cô chú chị, rất là nặng luôn nè. Những cái tô hay những cái mâm cũng vậy luôn, rất là dày. Bộ lư này thì cân nặng là 19 kg, giao lưu với cô chú chị mình là 17 triệu ha. Còn đây là 2B thì em có một cái bộ lư nữa nè. Bộ lư này thì cũng tuổi đời có 20 năm thôi cô chú chị. Ở chiều cao của lư thì em đo như vậy là 60, còn chiều ngang chỗ hai cái đầu như thế này là 45 cô chú chị. Cô chú anh chị mình về xem hàng đúng chất lượng, đúng như lời em nói thì cô chú anh chị mình cứ nhận, nếu mà không đúng thì cô chú anh chị mình cứ gửi lại bên em. Cô chú anh chị mình không tốn 1.000 phí ship nào hết cô chú anh chị ơi. Còn chiều cao của chân đèn thì em đo gì là 43, còn cái mâm thì là 24 cô chú anh chị. Bộ lư này thì rất là êm cô chú anh chị ơi. Bộ lư này thì cân nặng là 11,5 kg, giao lưu với cô chú anh chị mình là 10 triệu ha. Quay còn những chi tiết nào mà cô chú anh chị mình chưa rõ chưa kỹ thì hãy kết bạn Zalo bên em để sẽ hỗ trợ thêm cho cô chú anh chị mình xem cho nó rõ hơn. Còn đây là 3B thì em có một cái bộ lư nữa nè, tuổi đời cỡ 20 năm đảo về thôi cô chú anh chị. Đó, chiều cao thì em đo gì là 60, còn chiều ngang chỗ hai cái đào như thế này là 40 cô chú anh chị. Ở rất là êm cô chú anh chị, mặt hàng bên lư bên em thì nó rất là nhiều để cô chú anh chị mình có thể chọn lựa để phù hợp trong gia đình của mình ha. Còn chiều cao của chân đèn thì em đo như vậy là 49 của chú chị, còn cái mâm thì là 23. Bộ lư này thì cân nặng là 11,5 kg, giao lưu với cô chú anh chị mình là 5.500.000 đồng. Em mời cô chú anh chị mình qua phía bên đây ha. Còn đây là 4B, 4B thì có một cái bộ bàn, bộ kỵ lân của chú chị. Bộ này là rất là vip luôn. Bộ này thì gồm có 9 món của chú chị, 4 cái ghế, 8 cái ghế ha, và một cái bàn. Ở ghế thì là đều ghế cẩm lai hết của chú chị. Chiều cao của ghế thì em đo như gì là 50, còn cái dựa sau thì em đo như gì là 94 của chú chị. Còn chiều rộng như thế này là 39, còn chiều ngang thì là 48, còn chiều dày đích ghế là 3 phân. Ghế này là toàn bộ là cẩm lai hết nha cô chú chị. Ốc thì là ốc Singapore, ốc đỏ cô chú chị mình xem nè, ốc đỏ rất là đẹp luôn. Ở phía trên thì là sông Long Trầu Nguyệt, còn ở dưới là nho sóc cô chú chị. Những dây nho, từng sợi nhỏ li ti luôn. Cái này thì cái mỹ thuật nó rất là cao nghe cô chú chị, nó rất là cao luôn nè. Ở phía dưới này thì người ta dập những cái lá trầu, và ở đây là một cái ác sen, một cái dìm sen. Còn ở đây thì người ta cặn cũng là nho sóc luôn đó cô chú chị mình xem nè. Ở rất là đẹp cô chú anh chị, cái mỹ thuật thì nó rất là cao, từng sợi nhỏ li ti luôn đó, rất là im và rất là đẹp. Nó giờ ở phía sau đây, gỗ là gỗ cẩm lai của chú chị, rất là giá trị. Cái bộ bàn này thì nó rất là quyết luôn á. Ở đây em ở phía dưới cho cô chú anh chị mình xem nè. Ghế thì nó gồm có 8 cái như thế này,
Đó thì em đo đại diện một cái cho cô chú anh chị mình thôi ha. Có 8 cái thì đều như nhau cô chú anh chị ơi. Gỗ thì là gỗ cẩm lai, ốc thì ốc Sungkapor, ốc đỏ, ốc rất là đẹp luôn. Và cái giá trị của ốc này là rất là cao. Ở trong cái ốc sờ cừ thì ốc này là cao nhất kia cô chú anh chị. Cái giá trị của ốc thì nó rất là cao luôn. Đó. À, không còn ốc nào là cao hơn ốc này nữa nghe cô chú anh chị. Đây cô chú anh chị mình xem nè. Nó đỏ, cái màu nó đỏ rất là đẹp nha cô chú chị. Ốc này là ốc toàn bộ là ốc đỏ hết. Có 8 cái thì đều như nhau, cái nào như cái nấy cô chú chị ơi. Gỗ thì là gỗ cẩm lai. À, còn đây là cái bàn cô chú chị ơi. À, chiều cao của bàn thì em đo như vậy là 80. Còn chiều dài của bàn thì là 200, chiều dài 2 mét cô chú chị. Đó, còn chiều rộng như thế này là 1 mét, còn từ mặt bàn xuống cái dìm là 1 tấc cô chú chị. Đó cô chú chị mình xem cái bàn đây. À, bàn thì mặt đó là mặt gõ nghe cô chú chị, mặt thì là mặt gõ ha. À, dìm thì dìm cẩm lai, cái chân thì là chân cẩm lai luôn. Ở đây cô chú chị mình xem nè, ốc đó, ốc đỏ rất là đẹp. Ở đây thì người ta cẳng là một cái nho sóc nha cô chú chị, nho sóc ha. Ở đây là ốc thì cô chú anh chị mình xem cảm nhận được ha. Ốc đỏ rất là đẹp cô chú anh chị ơi. À, ở đây là con phụng nha cô chú anh chị. Là tích đó thì là long phụng đó cô chú anh chị. Đó con rồng cháo tiên cô chú anh chị ơi. À, bên đây là con rồng nè. Ốc này thì cô chú anh chị mình xem ốc là ốc đỏ luôn, toàn bộ là ốc đỏ hết, cái bộ bàn này toàn bộ là ốc đỏ nên cái giá trị của ốc này nó rất là cao cô chú anh chị. Đây là cái mỹ thực thì cái bàn này cô chú anh chị mình thổi chê luôn, cái bàn này thì rất là đẹp luôn á. À, xung quanh viền thì cô chú anh chị mình xem nè, người ta làm những cái bờ bao, những cái đồng tiền á, à, hết xung quanh cái bờ bao luôn. Ốc thì ốc đỏ hết kêu cô chú anh chị ơi. Cô chú anh chị mình có tham khảo thì xin liên hệ qua số điện thoại của em ha, 0345 238 512. Thì Lâm có chân thành cảm ơn cô chú anh chị mình đã xem cũng như ủng hộ Lâm những clip vừa rồi rất là nhiều. À, rất mong sự ủng hộ cô chú anh chị mình trong những clip này. Đó. À, cái mặt trên thì cô chú anh chị mình xem nó cẳng là tích đó là long phụng của chú anh chị. À, còn cái dìm đây, à, cái dìm thì đều cẳng hết của chú chị, cẳng dìm nè. Đó. Dìm này thì là dìm cẩm lai của chú anh chị, dìm cẩm lai ha. À, cẳng thì cô chú anh chị mình xem nè. À, tích này thì là nhị thập tứ hiếu của chú anh chị. À, tượng trưng cho 24 hiếu, tượng nhớ tới công ơn ông bà và cha mẹ mình của chú anh chị. Đó, cái tích rất là hay luôn. Đó, đem vào những cái bàn như thế này rất là có ý nghĩa của chú chị. Nó ốc thì cô chú chị mình xem cái dìm của ốc liệu là ốc đỏ hết, một màu ốc rất là đẹp luôn, rất là chuẩn như cô chú chị ơi. À, còn cái chân đây, à, chân này là chân cẩm lai. Đó. À, những con kỳ lân này cô chú chị. Đó, những con kỳ lân thì từ người ta tỉa tách rất là đẹp, thì cô chú chị đường nét thì nó rất là sâu, rất là rõ ràng. Đó, những con kỳ lân này, lân này là lân hả miệng của chú chị. Đó, chiều dài của con kỳ lân như thế này là 50. À, còn chiều ngang đó là 1 tấc cô chú anh chị. Còn cái trụ như thế này đi ha, đây cái trụ đó là 1 tấc nữa cô chú anh chị ơi. Cái trụ nè, tỉa tách cho cái đường muối rất là đẹp nha quý chị, rất là đẹp. Ở đây ta tỉa những qua lá tay đó. Ở đây cũng vậy nè, cái trụ này là trụ lớn cô chú anh chị. Đó, chiều ngang của trụ lớn em đo như vậy là 27 cô chú anh chị, cái trụ lớn rất là lớn luôn đó. Còn cái đà ngang như thế này, đà ngang thì là 1 tấc cô chú anh chị. Còn chiều cao thì là 5 phân. Đó. Ở đây thì người ta chạm nè, chạm hai con cá thì nó nằm hai bên. Có hai con cá nằm hai bên của chú chị, con phụng thì nằm phía giữa ha. Ở phía dưới là con rùa, còn hai con rồng thì nó nằm hai bên. Đó, đây là đoạn được, đoạn giữa nha chú chị. Đó cái đà giữa. Đó cái chân thì nói rồi, cái giờ cái chân không là của chú chị mình xem nè, giờ rất là đã luôn. Đó, rất là đã của chú chị. Đó. À, cái bàn kỳ lân này thì gồm có 9 món của chú anh chị. À, 8 cái ghế ha, 8 cái ghế là đều ghế cẩm lai hết của chú anh chị. Ốc thì ốc đỏ hết ha. À, còn cái bàn thì mặt thì mặt gõ, cái dìm thì dìm cẩm lai, cái chân thì là chân cẩm lai luôn. À, ốc thì toàn bộ là ốc đỏ hết của chú anh chị. Cái bàn thì là tích là thì là long phụng. À, còn cái dìm này thì là tích nhị thập tứ hiếu, à, tượng trưng cho 24 hiếu, tượng nhớ tới công ơn của bà nhà cha mẹ mình. À, cái tích rất là hay, rất là có ý nghĩa của chú anh chị.
Tìm bộ bàn này tìm giao lưu với cô chú anh chị mình là 700 ha. Cũng chân thành cảm ơn cô chú anh chị mình đã xem cũng như ủng hộ Lâm Những Clip Chị Gọi rất là nhiều ha. Rất mong sự ủng hộ cô chú anh chị mình trong những clip này. Thì tác phẩm này cũng là cuối clip này. Em xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị mình trong những clip mới nhất ha.